Thiện Nhân chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau lùm xùm với gia đình. Sau những lùm xùm với gia đình cách đây không lâu, trang Facebook của Nguyễn Thiện Nhân bất ngờ đổi tên thành Trác Thiên An khiến công chúng vô cùng hoang mang. Chia sẻ với Dân Trí, quản lý của nữ ca sĩ cho biết tên Facebook chỉ được đổi giống với tên thương hiệu thời trang mà Thiện An sắp ra mắt trong thời gian tới, chứ không có lý do gì khác. Bên cạnh đó, phía Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết sau khi livestream bày tỏ hết tâm tư tình cảm của bản thân về những lùm xùm với gia đình, nữ ca sĩ cảm thấy thoải mái vì được sống là chính mình. Hiện cuộc sống của Thiện Nhân vẫn diễn ra bình thường và cô đang hết sức phấn đấu để đạt được những mục tiêu đã định. Tự bước đi, ra đời và va chạm cuộc sống ở tuổi 20, đúng sai không quan trọng, miễn sống tốt, làm những điều tốt. Tôi giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm từ những anh chị đi trước trong ngành để rút ra bài học kinh nghiệm từ đó phát triển việc kinh doanh của bản thân, Thiện Nhân cho hay. Nữ ca sĩ tiết lộ từ bé cô đã yêu thích kinh doanh ở lĩnh vực thời trang, vì thế sắp tới cô sẽ hoạt động song song hai lĩnh vực là du lịch và thời trang. Cô mong rằng trong tương lai sẽ trở thành Rick Rubin, người phụ nữ giàu có. Dẫu bày tỏ tâm trạng cân bằng sau ồn ào với truyền thông, thế nhưng cách đây không lâu, trên trang cá nhân Facebook, Thiện Nhân đã đăng dòng chia sẻ ngắn nhưng đầy tâm trạng. Tôi mệt rồi, các người để tôi yên được không? Sau lùm xùm lời qua tiếng lại với gia đình về chuyện tình cảm đồng giới, Thiện Nhân gặp phải nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Dù vẫn thường tỏ ra mình ổn và hạnh phúc bằng cách đăng những bức ảnh tình tứ vui vẻ với người yêu, nhưng với dòng trạng thái vừa đăng, có vẻ như học trò Cẩm Ly cảm thấy quá tải vì áp lực và muốn cầu xin dư luận buông tha cho cuộc sống riêng tư của mình. Nhiều người cho rằng có thể đây còn là lời nhắn mà cô muốn gửi tới gia đình, người thân sau khi hai bên từng lên tiếng đấu tố nhau. Thời gian qua, đáp lại mong mỏi của gia đình về sự quay về đoàn tụ, Thiện Nhân chỉ khoe ảnh du lịch cùng người yêu đồng giới. Trong loạt ảnh diện trang phục truyền thống Hàn Quốc, họ thể hiện nhiều cử chỉ yêu thương thân mật cùng ánh mắt đắm đuối. Nữ ca sĩ thậm chí còn gọi người tình của mình là ông xã. Lời chúc mừng sinh nhật của cô dành cho Ngân Trác cũng đặc biệt. Happy birthday ba yêu của mẹ, hãy luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc, hiên ngang bước trên con đường mình cùng đi ba nhé. Mẹ yêu ba nhiều, chúc mừng sinh nhật ba, ông xã. Sau khi công khai việc yêu đồng giới và quay lưng với gia đình để ở cùng người tình, Thiện Nhân đối mặt với rất nhiều lời khuyên ngăn của khán giả cũng như sự chỉ trích mỉa mai từ cư dân mạng. Cô không ít lần gay gắt lên tiếng bảo vệ người yêu và quyết định của mình. Tuy nhiên, trước sức ép dữ dội của dư luận, Thiện Nhân đã khóa chế độ bình luận trên trang cá nhân. Lùm xùm của Thiện Nhân nổ ra sau khi gia đình cô đăng tải thông tin cô mất tích. Thiện Nhân nhanh chóng lên tiếng đính chính, nói không có việc cô mất tích hay bị người tình bỏ bùa. Cô không còn chung sống với gia đình vì muốn ở với người yêu và vì mối tình của họ không được gia đình ủng hộ. Trong livestream, Thiện Nhân nén khóc cho biết bao năm nay cô kiếm tiền lo cho gia đình nhưng lại bị người thân bạo hành. Hiện tại cô đã tách khỏi gia đình và có cuộc sống tự lập. Nữ ca sĩ đã xin phép ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vi, người từng dìu dắt Thiện Nhân trong chương trình The Voice Kids, cho cô được tạm ngừng việc ca hát để tập trung kinh doanh, sau đó sẽ trở lại với âm nhạc trong 2-3 năm nữa. Nguyễn Thiện Nhân, sinh năm 2002, đến từ Bình Định, là con út trong một gia đình làm nông. Cô từng đoạt danh hiệu quán quân giọng hát Việt nhí 2014 với sự dẫn dắt của huấn luyện viên Cẩm Ly. Những lùm xùm quanh chuyện gia đình của Thiện Nhân thực sự đã ảnh hưởng vô cùng lớn đến con đường sự nghiệp của nữ ca sĩ, khiến nhiều người tiếc nuối.